chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hai container bưởi đầu tiên của Bắc Giang đã được xuất khẩu sang Nga bằng đường biển. Thông xe cầu Thăng Long vào tháng 1 năm 2021. Bỏ chứng chỉ tiếng Anh, tin học, giáo viên như được cởi trói. Quảng Ninh hủy nổ an toàn gần 4 tấn bom đạn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng cây ăn quả chủ lực của tỉnh Hưng Yên để quản lý và cấp giấy chứng nhận mã số vùng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu, trên địa bàn tỉnh đã có gần 160 ha được cấp mã vùng ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn OTAS. Trong đó, Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập khẩu 1 đã cấp được 15 mã vùng trồng tại các địa phương như huyện Phù Cừ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên với 759 hộ tham gia, trong đó có 2 mã vùng vải chín sớm tại xã Tam Đa, 3 mã vùng nhãn tại xã Hàm Tử, 1 mã vùng chuối tại xã Đại Tập và 9 mã vùng nhãn tại thành phố Hưng Yên. Định kỳ 6 tháng một lần, các vùng sẽ được lấy mẫu giám định nấm bệnh, côn trùng, sinh vật gây hại và đề nghị Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh có biện pháp quản lý phòng trừ, đảm bảo nông sản đạt chất lượng mẫu mã trước khi xuất khẩu. Đây sẽ là hướng đi của tỉnh nhằm chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng cây ăn quả chủ lực của tỉnh Hưng Yên để quản lý và cấp giấy chứng nhận mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu theo yêu cầu bắt buộc của các thị trường nhập khẩu như Mỹ, Úc, châu Âu, Trung Quốc, ngăn ngừa sự giả mạo mã số vùng trồng, nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng uy tín của người dân, doanh nghiệp và thương hiệu của tỉnh. Cách đây ít ngày, hai container bưởi đầu tiên của Bắc Giang đã được xuất khẩu sang Nga bằng đường biển. Doanh nghiệp cũng đã ký hợp đồng tiếp tục xuất khẩu 4 container sang Nga trong tháng 12 này. Tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nga cũng khá chặt chẽ, từ giống bưởi đến tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thực phẩm. Bắc Giang hiện đứng thứ tư cả nước về diện tích cây có múi với hơn 10.000 ha, sản lượng gần 80.000 tấn. Việc xuất khẩu sang Nga đã góp phần khẳng định chất lượng và uy tín của bưởi Bắc Giang, từ đó mở rộng thêm thị trường tiêu thụ cho loại trái cây này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương của doanh nghiệp trên địa bàn trước ngày 27 tháng 12. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các sở địa phương chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Liên đoàn Lao động và các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống công nhân lao động. Các cơ quan tổ chức kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021. Địa phương chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định trong nội quy, quy chế của doanh nghiệp để thực hiện, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động trong dịp Tết. Tuyên truyền vận động để người lao động, người sử dụng lao động có những thỏa thuận, bảo đảm cùng nhau chia sẻ khó khăn. Xuất khẩu gỗ hết tháng 11 đã đạt xấp xỉ 11 tỷ đô la Mỹ, qua đó vượt qua kỷ lục xuất khẩu đạt được trong năm 2019. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, trong tháng 11 năm 2020, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 10,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 8,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 11 tháng đầu năm nay đã vượt qua kỷ lục xuất khẩu của cả năm ngoái. Cụ thể, trong năm 2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,64 tỷ đô la Mỹ, là mức kỷ lục trong lịch sử xuất khẩu gỗ. Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cầu Thăng Long hiện đang được sửa chữa thi công đúng tiến độ và sẽ thông xe vào tháng 1 năm 2021. Hiện các đơn vị thi công đã hoàn thành đổ bê tông UHPC cuối cùng đúng theo tiến độ đề ra, đồng thời tiến hành thảm lớp bê tông nhựa, lớp vật liệu cuối cùng của mặt cầu. Với khối lượng 3.000 tấn bê tông nhựa, dự kiến sau 7 ngày sẽ hoàn thành và hoàn thiện sơn kẻ lề bộ hành. Cầu Thăng Long theo tiến độ sẽ hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Với công nghệ đính neo trên bản mặt thép, mặt cầu Thăng Long hứa hẹn sẽ có độ bền cao. Các khe co giãn cũng được thay mới trước khi đưa cây cầu vào khai thác. Thưa quý vị và các bạn, bếp ăn tập thể ngày càng trở nên phổ biến trong các trường học, cơ quan doanh nghiệp. Vì thế, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bếp ăn tập thể càng trở nên cấp thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe, tái sản xuất sức lao động, góp phần đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
Phòng ăn rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ với các món ăn đa dạng, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho việc tái sản xuất sức lao động. Đó là cảm nhận chung của các công nhân lao động tại đơn vị này. Với hơn 1.000 người lao động đang làm việc, mỗi suất ăn hàng ngày trị giá 30.000 đồng một người, công ty chi trả trên 30 triệu đồng một ngày để bảo đảm cung cấp chất dinh dưỡng cho công nhân. Đặc biệt, đơn vị còn thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn như thay đổi thực đơn mỗi tuần, thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến từ khâu nhập thực phẩm, sơ chế biến, chia thức ăn và khâu phục vụ. Đây chính là động lực để công nhân gắn bó hơn với công việc. Về cái chất lượng đồ ăn của công ty thì tôi cảm thấy rất hài lòng. Thứ nhất là về đồ ăn thì lúc nào cũng đầy đặn. Cho dù tôi ca kíp thay đổi thì có sớm hay tối thì đồ ăn lúc nào cũng đảm bảo nóng sốt. Về món ăn thì được thay đổi hàng ngày và có những món cầu kỳ. Bên cạnh việc tăng cường chất dinh dưỡng để công nhân tái sản xuất sức lao động, công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được chú trọng. Đơn vị đã thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe người lao động như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, quy trình một chiều tại bếp ăn. Đối với nhân viên của chúng tôi là 100% là đeo khẩu trang. Và khi đi vào căng tin ăn cũng vậy thôi, thì mọi người là phải rửa tay. Và sau đó khi vào phòng ăn thì mọi người vẫn phải ngồi theo cái hướng là một chiều, không được ngồi quay chiều vào với nhau để đảm bảo cái câu chuyện là chúng ta phòng chống dịch COVID cho được tốt. Thực tế, chất lượng tại các bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp góp phần quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe, tái tạo sức lao động, nâng cao năng suất lao động, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, công việc này ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, tăng cường các biện pháp đảm bảo chất lượng bữa ăn cho người lao động. Chúng tôi cũng là thường xuyên là giao cho công đoàn cơ sở là thường xuyên giám sát, định kỳ, lấy phiếu, ý kiến khảo sát của người lao động là hàng tháng, hàng quý và thường xuyên có một hòm là góp ý về chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Đó chính là những cái việc làm mà chúng tôi là nhằm nâng cao cái việc đó, và qua đó thì các đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên thì bữa ăn ca ngày càng tốt hơn. Việc quan tâm đến chất lượng bữa ăn tại bếp ăn tập thể trong doanh nghiệp không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp mà còn góp phần thực hiện mục tiêu chung về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, việc tăng cường công tác thanh kiểm tra bếp ăn tập thể của các cơ quan chức năng là hết sức cần thiết nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Theo kế hoạch, lễ hội văn hóa dân gian sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020 tại nhiều địa điểm thuộc không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Sự kiện nhằm tôn vinh, giới thiệu tới công chúng thủ đô, người dân khắp mọi miền đất nước cũng như du khách quốc tế về văn hóa dân gian đương đại và di sản văn hóa của Hà Nội, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian truyền thống trong xã hội đương đại. Theo đó, sự kiện bao gồm nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, tôn vinh, quảng bá di sản văn hóa như khai mạc lễ hội, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tổ chức không gian mỹ thuật, trình diễn ca trù, hát ví, hát tô, hát sẩm, múa rối, múa cồng chiêng. Chứng chỉ ngoại ngữ tin học vốn được ví như giấy phép con hành giáo viên. Quy định về chứng chỉ áp đặt một cách máy móc cao bằng khiến đội ngũ công chức viên chức khổ sở bổ sung hoàn thiện. Vì thế, việc sắp tới Bộ Giáo dục Đào tạo thống nhất bỏ hai chứng chỉ này khiến đội ngũ giáo viên như được cởi trói. Để có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học hoàn thiện hồ sơ của mình, cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh đã phải khá chật vật. Bởi đặc thù thời gian dạy ở bậc mầm non từ sáng đến chiều muộn, nên cô Lan Anh phải tranh thủ học những ngày cuối tuần. Nhưng mà thời gian thì không có. Và hai ngày cuối tuần thì nhiều cô đã phải bỏ thời gian của dành cho gia đình của mình ra để theo học những cái khóa lớp. Tất nhiên kinh phí thì sẽ là mất, nhưng mà tôi cảm thấy rằng nó hơi quá sức so với các cô. Vui mừng, thiết thực và phù hợp với thực tế hiện nay là nhận định của nhiều giáo viên trước thông tin sẽ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Điều này giúp giáo viên được cởi trói và giảm thiểu tiêu cực cho ngành giáo dục hiện nay. Cái đây là một cái tin rất là vui. Vì thực tế đối với giáo viên mầm non thì cái thời gian làm việc ở trường của các cô rất nhiều để đảm bảo ứng được các cái nhu cầu tin học và ngoại ngữ đúng theo các khung chương trình đề ra thì nó cũng còn có cái rất là hạn chế, khó khăn. Trên thực tế, hiện tượng giáo viên bỏ tiền mua chứng chỉ tin học và ngoại ngữ không hiếm, bởi nhiều giáo viên không có đủ thời gian, khả năng để học và thi lấy chứng chỉ nhiều lần. Đặc biệt, giáo viên dạy tiếng Anh còn phải có chứng chỉ ngoại ngữ 2. Điều này khiến cho việc thi tốn thời gian và kinh phí, nhưng kiến thức ứng dụng không mang lại hiệu quả cao.
Nếu như các kỳ thi thực sự nghiêm túc thì đã đánh giá được vấn đề năng lực của giáo viên. Còn vấn đề chứng chỉ hiện nay tương đối có nhiều vấn đề, tôi cảm thấy vẫn chưa được thực sự đánh giá đúng được năng lực. Tuy nhiên, việc loại bỏ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ không đồng nghĩa với việc giáo viên ngừng học, ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng. Thực tế hiện nay, việc sử dụng tốt ngoại ngữ và tin học là một lợi thế để khám phá tri thức nhân loại, nhất là đối với đội ngũ nhà giáo. Vì thế, bản thân mỗi giáo viên và các trường phải thường xuyên có hình thức để thúc đẩy nâng cao kiến thức hai lĩnh vực này. Cái việc nhà trường đặt ra một cái tiêu chí giảng dạy các môn khoa bằng tiếng Anh và các cái chuyên đề bằng tiếng Anh đối với học sinh thì đây cũng chính là một trong những động lực để các giáo viên luôn luôn tự hoàn thiện bản thân đối với lại môn ngoại ngữ, môn tin học. Và giáo viên căn cứ vào cái quy định về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên thì xem là cái năng lực về ngoại ngữ và tin học của mình đến đâu, thì từ đó giáo viên tự có kế hoạch bồi dưỡng phấn đấu. Và đây nó không phải là cái quy định là phải có chứng chỉ ngoại ngữ, cho nên nó không có tạo ra áp lực cho giáo viên. Cũng theo Bộ Giáo dục Đào tạo, để đáp ứng yêu cầu mới thì sắp tới ngoại ngữ và tin học sẽ được dạy sâu hơn trong chương trình đào tạo sư phạm. Hiện Bộ Giáo dục đã thống nhất với Bộ Nội vụ trình ban hành việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trong tháng 12 này. Mức độ xuống cấp của các dãy nhà B3 và B6 thuộc khu B, chung cư Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An được xếp theo cấp độ D là cấp độ không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể. Tuy nhiên, tại đây vẫn còn 8 hộ dân không chấp nhận di rời vì cho rằng mức bồi thường của chủ đầu tư là chưa thỏa đáng. Để di rời các hộ dân ra khỏi chung cư Quang Trung đã xuống cấp, chủ đầu tư thỏa thuận mua lại với giá 15 triệu đồng một mét vuông. Còn đối với hộ có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì sẽ được nhận lại căn hộ với diện tích gấp 1,3 lần. Từ giữa năm 2019 đã có hơn 400 hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn 8 hộ ở dãy nhà B3 và B6 không đồng ý với phương án của chủ đầu tư. Chúng tôi là ở tầng 1. Khi mua nhà theo nghị định số 1 của chính phủ thì chúng tôi là 2.429.840.000 đồng một mét vuông. Thế thì so với các nhà đằng sau và so với từng năm của nhà B3 thì như thế chúng tôi gấp 4 lần. Mà riêng cái tiền đất là chúng tôi chịu 70 lần, gấp 70 lần tiền đất. Mà bây giờ cái đền bù thì chủ đầu tư đền bù là cao bằng đều 15 như cả. Khi mua thì nhân dân hỏi tại sao dưới nó đắt như thế này. Họ bảo rằng là mua đắt thì khi nào đền bù thì sẽ được cao. Thì người dân đồng lòng không đòi hỏi về giá cả. Thì ngược lại khi mà đền bù để mà giải tỏa mặt bằng của khu B thì lại ngược lại hoàn toàn với cái giá cả khi mà thành phố đưa ra. Khu B chung cư Quang Trung có 421 căn hộ với 1.684 nhân khẩu sinh sống. Sau hơn 40 năm sử dụng, chung cư này đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc triển khai cải tạo, xây dựng dự án mới tại đây là cấp thiết và góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố Vinh khang trang hiện đại hơn. Chúng tôi cũng đã giải thích là cái đó là cái mức tối đa, người ta là áp dụng cái mức tối đa cho tất cả các tầng, không có nghĩa rằng là mình bị thiệt. Cái thứ hai là về cái này là cũng là một cái dự án thuộc diện dự án về phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị, nó thuộc về dự án nhà nước thu hồi đất. Vì vậy là cái này là không phải là nhà đầu tư, nó người ta phải đi thỏa thuận với từng hộ một được. Và cái việc này nữa thì cũng phải thực hiện theo một cái chính sách của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tiếp tục giao cho Ủy ban nhân dân phường Quang Trung và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh tích cực gặp gỡ từng hộ dân, phân tích, tuyên truyền, vận động các hộ còn lại di rời để đảm bảo an toàn cũng như đẩy nhanh tiến độ dự án. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học không được chủ quan lơ là, tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh với tinh thần bình tĩnh, chủ động, tích cực, quyết liệt, không mất cảnh giác và hiệu quả. Các trường học trên toàn tỉnh đã phân công giáo viên phối hợp với phụ huynh nhắc nhở con em phải đeo khẩu trang trên đường đến trường và về nhà, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.
Hiện nay nhiều trường học trên toàn tỉnh đã khởi động lại quy trình kiểm tra thân nhiệt tại cổng trường và trước khi vào lớp học. Đồng thời, bố trí bồn rửa tay và xà phòng sát khuẩn ở sân trường và khu vực nhà vệ sinh, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như thường xuyên khử khuẩn, lau chùi vệ sinh trường lớp, bàn ghế, thiết bị dạy học. Một số trường học đã tạm dừng các hoạt động tập thể tập trung đông người không cần thiết như đi tham quan, trải nghiệm thực tế để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng chú trọng tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch thông qua các pano áp phích, các giờ sinh hoạt. Vấn đề phòng dịch là rất quan trọng, là cần thiết. Không được lơ là, nhưng cũng không quá hoang mang, lo sợ. Vai trò phụ huynh là rất quan trọng và rất là cần thiết, không thể thiếu trong việc phòng dịch thành công. Vì là các em học sinh đến trường chỉ thời gian là khoảng 8 tiếng, nhưng mà thời gian em ở nhà là rất là nhiều và thường xuyên. Và không, cái dịch thì diễn ra không chỉ là ở trường mà còn diễn ra ở khắp mọi nơi. Bởi vậy mà việc nhắc nhở con em là rất cần thiết. Hiện trong số các vaccine phòng COVID-19, Việt Nam đang nghiên cứu có vaccine Nanocovax do công ty Nanogen nghiên cứu sản xuất đã bắt đầu đến bước thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, dự kiến vào ngày 17 tháng 12 tới. Theo Bộ Y tế, giai đoạn 1 của thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 trên người là giai đoạn lựa chọn người tình nguyện hoàn toàn. Đây là những người được cung cấp thông tin về nghiên cứu theo nguyện vọng của cá nhân, không có áp lực nào về mặt sức khỏe. Giai đoạn 1 sẽ có 60 người tình nguyện khỏe mạnh từ 18 đến 50 tuổi tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax. Ngay sau khi tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm giai đoạn 1 khoảng 1 tuần, các đơn vị sẽ tiến hành tiêm mũi vaccine thử nghiệm đầu tiên. Cùng với đó, các bên liên quan cần chuẩn bị để sẵn sàng cho giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng ngay, không để kết thúc giai đoạn 1 mới tiến hành bắt đầu công việc cho giai đoạn 2. Các đơn vị cần chủ động trong các giai đoạn để làm sao có vaccine càng sớm càng tốt. Ngày 8 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hủy nổ thành công gần 4 tấn bom đạn vật liệu nổ. Đây là số bom đạn vật liệu nổ được thu gom trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức hủy nổ tại thao trường bắn thuộc Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 405 của Quân khu 3, thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều. Số bom đạn vật liệu nổ này có đủ các loại, có quả bom nặng tới 450kg. Quy trình hủy nổ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật, bước hủy nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngày 10 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội. Bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, nguyên giám đốc CDC Hà Nội, được xác định có vai trò chủ mưu trong vụ án. 10 bị cáo trong vụ án này cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Nhật Cảm, nguyên giám đốc CDC Hà Nội, cầm đầu, cùng 5 cán bộ, lãnh đạo của CDC Hà Nội và 4 bị cáo là nhân viên, giám đốc các công ty liên quan. Theo cáo trạng, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 với động cơ vụ lợi, từ đầu tháng 2 năm 2020, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm đã câu kết với các bị cáo Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền, Đào Thế Vinh thuộc các công ty tư nhân kinh doanh vật tư y tế để nâng giá thiết bị y tế thuộc gói thầu số 15 cho CDC Hà Nội, câu kết với bị cáo Nguyễn Trần Duy, tổng giám đốc, thẩm định viên về giá, công ty cổ phần thẩm định giá và bán đấu giá Nhân Thành để gian lận, hợp thức hóa thủ tục thẩm định gói thầu số 15 theo đúng giá do CDC Hà Nội yêu cầu. Sau đó, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm chỉ đạo và giao cho các nhân viên dưới quyền thuộc CDC Hà Nội hợp thức hóa toàn bộ quy trình chỉ định thầu thông thường để công ty MSP trúng thầu theo đúng giá thỏa thuận từ trước, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định bị cáo Nguyễn Nhật Cảm đã lợi dụng tình hình dịch bệnh vì động cơ vụ lợi trực tiếp thỏa thuận, thống nhất giá mua sắm các máy móc thiết bị y tế với một số bị cáo và ấn định mức giá gói thầu là 9,5 tỷ đồng trước khi thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường. Nguyễn Nhật Cảm còn trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với bị cáo Nguyễn Trần Duy để Duy giả mạo hồ sơ đấu thầu, chỉ định công ty MSP trúng thầu trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng, gây dư luận xấu trong xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.